Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin 18h30 chiều nay, thứ 6 ngày 23 tháng 6 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là các thông tin thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Uân Sức Yên cùng lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam, Hàn Quốc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký văn kiện hợp tác với Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc. Tỉnh Hưng Yên vinh dự được chọn là một trong 5 tỉnh bao gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa có biên bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng đô thị với phía Hàn Quốc. Tại tỉnh Hưng Yên, hiện Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch tại đường nối hai cao tốc thuộc địa bàn hai huyện Ân Thi và Khói Châu với diện tích gần 150 ha, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Đến hết ngày hôm qua, 22 tháng 6, tỉnh Hưng Yên đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp cho gần 2.500 hộ để thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí đã chi trả là trên 600 tỷ đồng, trong đó huyện Văn Giang đã chi trả trên 270 tỷ đồng, huyện Văn Lâm trên 158 tỷ đồng, huyện Yên Mỹ trên 170 tỷ đồng và huyện Quế Châu 6 tỷ đồng. Hiện công tác chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp cho nhân dân đang được các địa phương tập trung thực hiện với quyết tâm đến ngày 30 tháng 6 bàn giao trên 70% diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện đường vành đai 4. Trong 2 ngày qua, 7 tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tỉnh Hưng Yên đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tất cả 32 điểm thi trên toàn tỉnh. Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung như cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, công tác bảo quản đề thi, bài thi, phòng cháy chữa cháy. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các điểm thi tiếp tục rà soát lại công tác chuẩn bị, bố trí phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, kiểm tra hệ thống điện lưới, tránh xảy ra sự cố. Đồng chí cũng đề nghị các điểm thi phải quán triệt cán bộ coi thi, thực hiện đúng quy chế nhưng tránh tạo áp lực cho thí sinh. Tiếp tục với các tin tức khác. Trong thông báo mới nhất phát đi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên. Ngoài ra, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục, do đó việc cung cấp điện ở miền Bắc cơ bản sẽ được đảm bảo. EVN cho biết từ ngày hôm nay 23 tháng 6, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Song tập đoàn này cho biết do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải tiết giảm điện. EVN đề nghị các khách hàng, cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Từ ngày 1 tháng 7, Nghị quyết thí điểm về đấu giá biển số ô tô của Quốc hội chính thức có hiệu lực. Người dân sẽ được quyền lựa chọn cạnh tranh để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, công tác chuẩn bị cho các phiên đấu giá đang được gấp rút hoàn thiện. Toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực đã sẵn sàng để người dân bắt đầu làm thủ tục đấu giá từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong năm nay, Hàn Quốc có kế hoạch tiếp nhận khoảng 110.000 lao động nhập cư, trong đó có khoảng 12.000 lao động Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc cao hơn kế hoạch này, nhất là trong nông nghiệp và công nghiệp. Bộ trưởng Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Jung-sik cho biết sẽ báo cáo chính phủ Hàn Quốc về đề xuất tăng chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Hiện Đức cũng đang thí điểm mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam có trình độ từ cao đẳng trở lên ở các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị nhà hàng, khách sạn. Thời gian qua, xuất hiện tình trạng sâu hại quế rải rác ở một số địa phương trong tỉnh Yên Bái với diện tích bị hại khoảng trên 200 ha. Để tăng cường hiệu quả phòng trừ sâu hại quế, nông dân Yên Bái đã sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc phòng trừ. Đây là loại Flycam được cải tiến để phục vụ trong nông nghiệp. Vừa qua, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã cải tạo ao bơi tập trung, trở thành điểm dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Theo đó, chính quyền xã Nhật Quang mời các thầy giáo, thể chất của trường trung học phổ thông Phù Cừ về dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Mỗi khóa học bơi có 5 buổi, mỗi buổi sẽ dạy khoảng 30 trẻ, đủ mọi lứa tuổi, thậm chí không phải người xã Nhật Quang cũng có thể đăng ký học bơi. Đây là mô hình học bơi miễn phí đầu tiên của huyện Phù Cừ và là mô hình thứ hai trong tỉnh Hưng Yên. Để có được ao bơi tập trung và tổ chức lớp bơi miễn phí, xã Nhật Quang trích kinh phí khoảng 250 triệu đồng, thuê nạo vét bùn dưới lòng ao rồi đổ cát lên, xây bờ kè chắc chắn, xung quanh có lan can. Xã cũng lắp đặt biển quy định bơi, cử người giám sát để tránh xảy ra tình huống đuối nước, nghiêm cấm các hộ dân gần đó xả nguồn nước thải ra ao bơi. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 30 vụ việc với 80 đối tượng vi phạm pháp luật,
sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Trong đó có 14 vụ, 11 đối tượng với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 11 vụ, 54 đối tượng có hành vi hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 14 vụ, 67 bị can, còn lại đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài ra đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp, xử phạt hành chính với số tiền trên 150 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xấu độc trên không gian mạng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tuyên bố toàn bộ 5 hành khách trên tàu lặn Titan thám hiểm xác Titanic đã tử vong sau một vụ nổ thảm khốc ở đáy đại dương. Tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 6, chuẩn đô đốc tuần duyên Mỹ, ông John Mauger cho biết, lực lượng cứu hộ đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của tàu lặn Titan ở khu vực cách xác tàu Titanic chỉ khoảng 500 mét, nghĩa là ở độ sâu gần 4.000 mét. Theo đánh giá, toàn bộ 5 hành khách trong tàu lặn Titan được cho là đã tử vong ngay lập tức sau vụ nổ. Titan là một con tàu nhỏ được thiết kế để chỉ chứa 5 người, không có ghế ngồi và hành khách chỉ có thể ngồi khoanh chân trên sàn. Để tham gia chuyến thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại Tây Dương, mỗi hành khách phải chi ra 250.000 đô la Mỹ. Cảnh sát Ấn Độ thông báo đang tiến hành điều tra về một vụ việc xảy ra tại một khách sạn 5 sao tại nước này khi một người đàn ông được cho là đã ở đây trong 603 ngày mà không trả một xu nào. Theo giới chức cảnh sát, người đàn ông có tên là Ankush Dutta đã đặt phòng tại khách sạn Rosit House ở New Delhi, thủ đô của Ấn Độ vào ngày 30 tháng 5 năm 2019 và được cho là sẽ trả phòng vào ngày hôm sau. Sau người này đã kéo dài thời gian lưu trú của mình lên tới 603 đêm cho đến khi rời đi vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, để lại số hóa đơn chưa thanh toán có tổng giá trị lên đến 70.000 đô la Mỹ. Khách sạn tọa lạc gần sân bay quốc tế Indira Gandhi đã đệ đơn khởi kiện người đàn ông. Giới cảnh sát cho biết, các hóa đơn chứng từ đã bị làm giả để che giấu các khoản phí thực ra chưa được thanh toán. Các quản lý của khách sạn cũng đã đệ đơn lên cảnh sát khởi kiện một số nhân viên về tội thông đồng phạm luật, giả mạo và gian lận. Một du khách người Pháp mới đây đã chèo thuyền một mình từ thủ đô Warsaw, Ba Lan đến thủ đô Paris, Pháp qua các con sông và kênh rạch của năm quốc gia nhằm thu hút sự chú ý đến tình trạng ô nhiễm trên các tuyến đường thủy tại châu Âu. Theo đó, du khách Pháp Christopher Bruan đã chèo thuyền hơn 2.000 km đi qua 22 tuyến đường thủy thuộc các quốc gia bao gồm Ba Lan, Đức, Hà Lan, Bỉ và Pháp. Trong hành trình kéo dài 48 ngày, vị du khách 58 tuổi đã thu thập các mẫu nước trên các quãng sông để phục vụ cho việc phân tích khoa học. Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Paris, nơi đã hỗ trợ chuyến đi của ông Bruan, sẽ nghiên cứu các mẫu nước được thu về. Ngày 23 tháng 6, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên màu đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 màu, khi phần lớn các khu vực trong thành phố này sẽ có nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trong ngày 22 tháng 6, nhiệt độ cao nhất của thành phố với gần 22 triệu dân đã vượt qua mức 41 độ C, phá vỡ kỷ lục ngày nóng nhất trong tháng 6. Trạm quan trắc tại các khu vực ở ngoại ô phía Nam đo được mức nhiệt độ là 41,1 độ C vào chiều 22 tháng 6. Nhiệt độ kỷ lục trước đó từng được ghi nhận vào ngày 10 tháng 6 năm 1961, khi nhiệt độ tăng lên mức 40,6 độ C. Mức nhiệt cao nhất trong ngày 22 tháng 6 là mức nhiệt cao thứ hai trong lịch sử thành phố Bắc Kinh, thấp hơn mức nhiệt độ 41,9 độ C vào ngày 24 tháng 7 năm 1999. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và xanh lam. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 chiều nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.